Dịp lễ mùng 8 tháng 3, ngày tôn vinh một nửa của thế giới, không khí rộn ràng tràn ngập khắp nơi. Đây là cơ hội để mọi người bày tỏ tình cảm, sự quan tâm đến những người phụ nữ thân yêu của mình. Dịp mùng 8 tháng 3 là thời điểm các cửa hàng trưng bày vô số các loại hoa độc lạ với đủ sắc màu, tập trung nhiều trên các tuyến đường Vân Giang, Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo. Khách mua phần đông là các bạn trẻ để tặng bạn bè, người yêu, và cũng không thiếu những khách trung niên cẩn thận chọn từng bông hoa để tặng cho người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi sẽ chịu khó làm công việc nội trợ là thay nhà tôi một chút. Để như thế là chúc mừng nhà tôi là nhân cái ngày hội của phụ nữ thế giới ngày 8 tháng 3. Và cũng mua một bông hoa để như thế là khẳng định rằng là cái tình yêu của chúng tôi nó cứ như cái thủa ban đầu. Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 cũng là dịp để các em học sinh thể hiện tình cảm của mình với cô giáo. Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, trong không khí thân mật ấm áp, món quà các em gửi tặng cô giáo là những bài hát và những đóa hoa tươi thắm. Có những em còn tự tay làm các món quà nhỏ đầy ý nghĩa với những lời chúc mừng dễ thương khiến cho không khí càng thêm rộn ràng. Cháu muốn tạo cho cô một bất ngờ, cháu đã tự tay làm một tấm thiệp và khung ảnh. Trong bức tấm thiệp đấy cháu đã viết những lời chúc cho cô là chúc cô mạnh khỏe, xinh đẹp, vui tươi. Em cũng đã tặng cùng cả lớp tặng cô giáo một lẵng hoa, mong cô dạy chúng em học giỏi. Em cũng sẽ hứa với cô là sẽ chăm ngoan nghe lời thầy cô ạ. Một nửa thế giới là phụ nữ và họ xứng đáng được quan tâm nhân ngày của mình. Hãy dành thời gian yêu thương và chăm sóc những người phụ nữ xung quanh bạn và đừng quên gửi những lời chúc, lời cảm ơn trong ngày mùng 8 tháng 3 này.